chào cô chú anh chị và các bạn. Dạ kính thưa cô chú anh chị, ngày hôm trước thì Yến có chia sẻ về một cái cầu ở vùng nông thôn thì bà con gặp khó khăn trong cái vấn đề đi lại, do là cây cầu cây đó nó đã suy yếu rồi mà khu vực thì lại có rất là nhiều người già, trẻ em và những người lớn, người ta đi làm đi qua đi lại bằng cái chiếc cầu đó, đặc biệt là trong cái mùa mưa bão này đi qua đi lại thì rất là khó khăn và nguy hiểm. Dạ thì khi mà ngày hôm trước Yến chia sẻ thì rất là nhanh chóng Yến đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân mà giúp đỡ cho bà con để làm lại cây cầu mới. Thì cô chú có nói là khi mà đủ tiền thì tranh thủ làm sớm sớm đi để cho bà con có cái cầu đi lại, cái này là một cái phương tiện công cộng thì nó rất là cần thiết. Dạ thì khi mà Yến chia sẻ xong 2-3 ngày Yến nhận được rất nhiều giúp đỡ rồi thì Yến cũng tranh thủ đi xin giấy phép, và ngày hôm nay thì đã có giấy phép để làm cầu rồi, thì Yến sẽ khởi công trong sáng ngày hôm nay luôn. Dạ và Yến cũng xin chia sẻ về số tiền được quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho bà con trong cái đợt làm cầu này. Dạ tổng số tiền Yến nhận được là 70.076.000 đồng, thì trong đó là có chú Đức Giang và cô Đái Nà Giang ở Canada gửi tặng 1.500.000 đồng, gia đình của chị Chi, anh Trung và ba con ở Sài Gòn gửi tặng 12 triệu đồng, cô Ngọc Thiên Kim ở Pháp gửi tặng 3 triệu đồng, cô Nico Võ ở Pháp gửi tặng 2 triệu đồng, cô Thủy ở bên Úc gửi tặng 2 triệu đồng, cô Ái Vì Ngô ở Mỹ gửi tặng 200 đô Mỹ tương ứng 4.864.000 đồng, chú Dân Chương ở Canada gửi tặng 500 Canada tương ứng 8.740.000 đồng, cô chú Thủy Hùng ở Canada gửi tặng 100 Canada tương ứng 1.748.000 đồng, cô Nguyệt Bảo Đức ở Mỹ gửi tặng 1 triệu đồng, anh Sơn, chị Yến ở Canada gửi tặng 3 triệu đồng, bác Tư ở Mỹ gửi tặng 1 triệu đồng, chị Mỹ Sang ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng, các cô chú là Nguyễn Ken, Nguyễn Kim Dung, Huỳnh Tiết Như, Ninh Thị Mỹ ở Mỹ gửi tặng 7 triệu đồng, cô Hà chú Thành ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng, cô Lâm Thị Thu Thủy ở Mỹ gửi tặng 1 triệu đồng, và có một Mạnh Thường Quân không có nói tên và gửi vô tài khoản của Yến là 200.000, chị Đề Nguyễn ở Mỹ gửi tặng 300 đô Mỹ tương ứng 7.296.000 đồng, cô Thanh chú Long ở Mỹ gửi tặng 200 đô Mỹ tương ứng 4.864.000 đồng, bác Hùng Trần ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.432.000 đồng, cô Nhung Trần ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.432.000 đồng, chị Trung Mỹ Thu ở Mỹ gửi tặng 3 triệu đồng, tổng số tiền Yến nhận được là 70.076.000 đồng. Dạ Yến xin thay mặt cho bà con ở đây xin cảm ơn quý cô chú Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm rất là nhiều đã giúp đỡ cho bà con có thể làm lại cây cầu mới. Đây là một cái điều rất là ý nghĩa và rất là quan trọng luôn. Dạ sáng hôm nay thì mình khởi công, thì Yến ngày hôm nay thì thợ đến thì chủ yếu là bo cột để mình đổ cây cột trước, thì cây cột này là làm thì mình cũng phải đợi cái thời gian khi mà cột khô cột cứng thì bắt đầu mình mới giọng xuống, cho nên trong thời gian này thì mình tạm không gỡ cây cầu cũ ra để giữ lại cho bà con qua lại, chứ nếu mà bây giờ mà mình gỡ ra thì bà con không có qua lại được. Dạ bữa nay thì họ đổ vật tư lại rồi mượn cái sân nhà của cái chú ở đằng đây nè thì để bo cột. Dạ còn cái cây cầu của mình hôm bữa đây cô chú anh chị, lại đây mình sẽ nói chút xíu về cây cầu cũ với lại cầu mới luôn. Dạ dạ đây cái cầu cũ là cái cầu hôm bữa Yến có quay cho cô chú anh chị xem, mình qua lại rất là khó khăn. Dạ cho nên nó là mình tranh thủ xây sớm luôn là cái cầu mới để cho bà con qua lại. Thì họ có báo với Yến là cái cầu này á thì như cô chú anh chị thấy cái đường đi của mình thì nó chỉ tầm khoảng 1 mét thôi, rất là nhỏ. Dạ nhưng mà cái cây cầu của mình á thì Yến có bàn là sẽ làm cái cầu lớn luôn là cầu 2 mét để cho bà con qua lại nó dễ dàng hơn. Tại vì thường là bên kia đó là khi mà có cầu rồi thì người ta sẽ làm lộ để mà đi, tương lai sẽ làm lộ. Rồi ở đây á là cái đường này người ta cũng có cái đường đi nữa, thì khi mà đi lên á thì nếu mà mình làm cái cầu nhỏ quá thì rất là uổng, lỡ làm một cái cầu làm một lần thì nó cũng rất là khó, thì mình cũng làm luôn cái cầu lớn luôn 2 mét. Thì cái cầu 2 mét đó thì khi mà hai cái chiếc xe máy mà đi ngược chiều nhau lên cầu á thì cũng đi được cùng lúc, không có cần phải đợi và cũng an toàn nữa cô chú anh chị. Chứ nếu mà mình làm cái cầu nhỏ bằng cái đường đi này á thì đi một lần chỉ được một chiếc xe thôi, nếu mà lỡ hai xe ở hai đầu cầu mà cùng lên cùng lúc á thì va chạm ở trên cầu thì rất là nguy hiểm. Dạ cho nên mình làm cầu 2 mét thì hai xe đi qua lại cùng một lúc, cùng ngược chiều nhau đều được hết luôn. Dạ đó thì cái đường rất là nhỏ nhưng mà mình sẽ làm cái cầu rộng để cho đi cho dễ. Dạ cái cầu 2 mét và thợ có báo là chiều dài qua bên đó là 17 mét, là luôn cả cái lại đồ luôn đó cô chú anh chị, là 17 mét. Thì
Thì hôm bữa Yến có đi cho cô chú anh chị xem, chút nữa chắc Yến đi lại cho cô chú anh chị coi. Dạ. Và cây cầu thì như ngang là 2 mét, dài qua là 17 mét. Thì họ có báo với Yến là làm cái cầu này chi phí là 70 triệu đồng. Thì họ người ta sẽ tính bao luôn vật tư, công đồ hết, sơn phết đồ hết tất cả. Thì trong quá trình này Yến sẽ coi giám sát để mình coi họ làm thế nào. Đặc biệt đây là cái cây cầu đầu tiên mà Yến nhận được sự ủng hộ của quý cô chú mạnh thường quân giúp đỡ nữa, cho nên Yến cũng hy vọng là cái cầu này sẽ tốt đẹp để bà con có thể đi lại được tốt hơn. Dạ. Thì đó, bây giờ là mình không có gỡ cái cầu này ra, cái cầu này mình giữ nguyên để cho bà con đi lại cho thuận tiện trong thời gian này. Tại vì khi mà đổ cột thì thợ có nói Yến là phải chờ 20-21 ngày nữa. Thì cái cầu khi mà cái cột cứng rồi, bắt đầu mình mới là cho sáng vô giọng cái chân cầu xuống. Chứ bây giờ mà mình mới vừa đổ cột mình để xuống thì cái cột nó sẽ không cứng. Mình phải đợi cho bê tông nó chết rồi mình mới cắm cột xuống được. Bây giờ Yến sẽ đi lại cây cầu này lần nữa cho cô chú anh chị xem cái cầu hôm bữa mình đi ha. Dạ. Thì hôm bữa Yến quay video đó, Yến cũng có nói là cái cầu này là bình thường là tại vì khu dân cư ở trong trỏng bà con ở cũng rất là đông. Và bà con qua lại rất là nhiều, và đặc biệt là người già nè, rồi trẻ em nhỏ thì qua lại nhiều, và người lớn thì người ta cần phải đi làm, đi chợ này kia. Và đặc biệt có một cái nữa mà hôm bữa là Yến quên nói á, thì như cô chú anh chị biết á, là bà con thì ở đây á, là ở trong vùng sâu vùng xa đi lại cũng rất là khó khăn, mà đã vậy còn phải qua cái cầu cây này nữa, thì lỡ mà cái lúc mà bệnh á, thì bệnh hoạn gì đó phải đi qua những cái cầu như vậy thì rất là nguy hiểm. Nếu mà cái người bệnh hay là phụ nữ mà mang thai hay là sinh con gì đó, nếu mà đi qua cái cầu này chắc là khó khăn lắm cô chú anh chị. Dạ. Mà đặc biệt là ban đêm nữa, ban đêm thì không có đèn đuốc gì nữa, rồi đi qua cái cầu cây như vậy lỡ không thấy đường mà trượt chân mà té xuống một cái rất là nguy hiểm luôn. Đó cô chú anh chị thấy hôm bữa Yến có nói cái cầu này đó, nó rất là rung, nó yếu dữ lắm, và mấy cái chân này nè bây giờ là nó đã mục rồi. Nhưng mà Yến có nói với họ là trong cái thời gian mà mình sẽ tới sắp tới khi mà cái cột khô đó gỡ cái cầu này ra thì sẽ kêu thợ làm đỡ một cái cầu tạm cũng bằng cây luôn cho bà con đi đi đỡ trong cái thời gian mà chờ cái cầu này xây xong. Bây giờ thì tại thì mình chưa làm cho nên là mình cũng không có gỡ ra liền, đợi cột khô rồi mình mới gỡ luôn. Dạ. Bà con đi qua đi lại thì chủ yếu là cái hướng chỗ này là cái chỗ để mà đi qua đi lại chính luôn rồi, mà không có cái cầu thì cũng không có làm gì được hết, bắt buộc phải có cầu để bà con đi qua đi lại. Dạ. Cô chú anh chị thấy cầu rất là rung, dây gì là nó yếu hết trơn, và mấy cái chân cột thì nó mã mục rồi. Dạ. Đây cái đoạn này rất là sợ nè, mà sông ở đây Yến thấy nó cũng chảy rất là xiết. Cô chú anh chị thấy cây cầu của mình rất là rung luôn. Thì thợ có báo là đoạn đo từ bển qua đây là 17 mét đó cô chú anh chị. Để Yến đi xuống cái đi rồi hả nói chuyện. Đây, dạ. Thì bên đây Yến có nghe nói là tương lai thì sau này người ta cũng sẽ làm đường, cho nên khi mà mình xây á, mình xây cây cầu á, mình xây cây cầu 2 mét rộng rãi một chút để mai mốt đi thì cũng dễ. Tại Yến được biết á, là có những chỗ người ta xây cây cầu nhỏ quá, khi mà mở đường ra thì cái cầu nó quá nhỏ so với cái đường, thì như vậy rất là uổng, có thể phải đập ra để nới cầu ra, hoặc là có những trường hợp là phải đập bỏ luôn để mà làm cái cầu nó rộng ra thì mới chạy được. Và cho nên nó làm Yến không có làm cái cầu mà bằng 1 mét, mà 1 mét hay 1 mét mấy là bằng cái đường, mà Yến sẽ làm cái cầu là 2 mét luôn, rộng rãi cho bà con đi cho nó dễ thoải mái và cũng an toàn nữa. Khi mà qua lại giao qua lại giữa hai cái xe ngược chiều á thì đi cũng lúc lên luôn. Nhà đó, cô chú anh chị thấy cây cầu đó, mình nhìn bên đây qua là mình thấy nè, nó yếu ớt lắm, mà cầu này chấp giá rất là nhiều lần rồi thì có thể là hư đó. Phải không, mới nói là có cái cô đó đi qua. Dạ. Đi từ từ nha cô. Dạ. Cái cầu này nó rung quá chừng. Dạ. Bắt gì vậy cô? Đi nhổ sen. Nhổ sen hả? Dạ. Đi vô nhổ sen, nhổ rồi chưa cô, hay giờ mới đi? Mới đi á hả? Nhổ ở trong ruộng trồng. Sen ở trồng ha. Nguyên một đầm sen ở trồng luôn. Dạ. Dạ.
bà con là qua lại hoài à, bà ở trong trỏng. Hôm bữa Yến có quay cho cô chú anh chị xem đó, nhà rất là nhiều ở trỏng luôn à, có cái hơn 20 hộ bà con ở trỏng nữa. Mà nếu mà mình làm cầu rồi đường đi đồ dễ dàng cho người ta thì mai mốt ở trỏng Yến nghĩ rồi còn người ta sẽ vô ở thêm nữa. Dạ, tại bây giờ là khó khăn cái đường đi, là đặc biệt là cái cầu này khó khăn nhất luôn. Dạ, đường thì bây giờ ví dụ mà đường sình thì mình lội cũng được, nhưng mà cầu á mà nó yếu quá lỡ mà bị gãy hay bị gì rất là nguy hiểm. Dạ, bây giờ mình sẽ đi quay trở lại cái nha cô chú anh chị. Dạ. Cái bận lên á, Hiển đi á, Hiển thấy dễ, mà cái bận mà đi xuống dốc á, Hiển đi nó mà sợ té. Nó chơi, nó chơi, nó chờ trời ơi. Cái cầu nó mới lật một cái nè. Yến đi trên cầu này không dám nói chuyện luôn cô chú anh chị, run quá ha. Dạ kính thưa cô chú anh chị, hôm nay á, thì mình là khởi công làm cây cầu mới, cây cầu đầu tiên. Dạ và Yến cũng xin chia sẻ luôn về cái phần cầu á, thì rất là nhiều mạnh thường quân giúp đỡ. Thì tới khi mà Yến làm xong cầu này thì Yến cũng sẽ làm một cái bảng lưu niệm các mạnh thường quân giúp đỡ để ngay tại cầu, để cho bà con có thể thấy được mạnh thường quân giúp đỡ. Tại thì bình thường mình bàn giao nhà thì mình gặp chủ nhà mình đọc danh sách mạnh thường quân giúp đỡ thì dễ, nhưng mà đây là bà con rất là nhiều cho nên là Yến không có đọc cùng lúc được, thì Yến sẽ để một cái bảng lưu niệm ngay đó là bao gồm tên và số tiền mà các mạnh thường quân đã giúp đỡ công khai rõ ràng. Với lại cái cầu á, tên cầu á, thì Yến không có đặt tên riêng của ai hết, tại vì rất là nhiều cô chú giúp đỡ thì Yến sẽ để tên cây cầu á, là cây cầu yêu thương. Thì đây là cây cầu đầu tiên cho nên là Yến sẽ để là cây cầu yêu thương số 1. Nếu mà có duyên mà tiếp tục mình làm được cầu thêm á, Yến sẽ để số 2, số 3, số 4 gì đó mình để lên từ từ. Dạ, và cây đầu này là cây cầu đầu tiên. Thì ngày hôm trước khi mà Yến chia sẻ xong video đầu tiên á, về cái cầu này á, thì Yến nhận được rất là nhiều cô chú mạnh thường quân giúp đỡ. Nhưng mà cây cầu này thì đầu tiên thì Yến nhận vừa đủ cái số tiền là 70 triệu. Thì cô chú mạnh thường quân cũng đã có gửi thêm cho Yến và để mình có thể tiếp tục làm. Thì Yến cũng có biết được rất là nhiều nơi đang cần, và Yến sẽ tiếp tục đi khảo sát và chia sẻ video cho cô chú anh chị xem. Còn rất là nhiều nơi là bà con khó khăn đi lại trong cái vấn đề mà qua cầu rồi đó, rất là nhiều. Mà trước giờ thì Hiến không có dám chia sẻ. Thì đợt rồi là nhờ một cái chị bên chị thì chỉ có kêu Yến chia sẻ đó, thì Yến mới tự tin mới dám chia sẻ. Mà không ngờ được rất nhiều cô chú mạnh thường quân đã ủng hộ, thì cô chú đã ủng hộ nhiều hơn, thì Yến cũng để dành cái phần tiền đó cho cây cầu tiếp theo để mình làm nữa. Và Yến cũng rất là mong sẽ tiếp tục nhận được thêm sự ủng hộ của quý cô chú mạnh thường quân giúp đỡ cho bà con, tại vì mình còn rất là nhiều nơi là cần đến cây cầu. Dạ. Thì sắp tới trong quá trình khi mà làm cầu đó, Hiển cũng sẽ quay video chia sẻ cho cô chú anh chị xem tới lúc bàn giao luôn. Dạ, và một lần nữa rất cảm ơn quý cô chú mạnh thường quân đã giúp đỡ, và Hiển cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái video của Yến. Yến xin chào và hẹn gặp lại.